Các lệnh cơ bản của Windows 11. Chọn phím Ctrl-R hoặc gõ vào CMD trên thanh tìm kiếm. Chọn Run Administrator. Lệnh System Info. Thông tin toàn bộ về máy tính và mạng của bạn. Lệnh CNS Clear để xóa dòng lệnh bên trên. Lệnh ping đến một địa chỉ bất kỳ. Lệnh ping đến một địa chỉ bất kỳ để xem kết nối. Lệnh tiếp theo. ncpa.cpn. Để quý vị vào các mạng. Lệnh tiếp theo. msinfo32. Để vào BIOS mode. Lệnh tiếp theo. Dispatch để xem ổ cứng ở dạng MBR hay GPT. Để xem ổ cứng ở dạng MBR hay GPT, gõ tiếp lead dict. Lệnh tiếp theo, netsh cách ra gạch hỏi chấm. Thông tin về lệnh netsh. Netsh cách ra wnan show profile, enter. Lệnh này dùng cho laptop khi quý vị kết nối với lại cái wifi nào ở đâu thì nó sẽ hiện tất cả các wifi mà quý vị đã kết nối. Để xem lại mật khẩu wifi, let sh cách ra firewall cách set cách ra off mode cách tiếp mode bằng. Xin lỗi, net sh này.
WLAN show profile name bằng, ví dụ bạn muốn xem cái mật khẩu của cái wifi này, name bằng VNPT, cách ra key bằng clear, enter. Đây chính là cái mật khẩu của cái wifi mà bạn đã kết nối từ rất lâu trước đó. Để bật tắt firewall cũng dùng lệnh net sh firewall, cách ra set off mode, cách ra mode bằng enable để bật. Để tắt thay enable bằng disable. Lệnh tiếp theo là tab manager, delete cách ra chéo hỏi chấm để xem thông tin về câu lệnh. Delete xem toàn bộ lệnh. Để hủy bỏ một cái mã lệnh, hủy bỏ một cái ứng dụng trong cái tab manager này, dùng tab init. Tab init. Gạch. PID. Cách ra. Nhập cái mã lệnh, mã của ứng dụng. Tôi sẽ tìm một cái mã ở đây. Ví dụ tôi sẽ nhập cái mã này 4396. Để đóng cái ứng dụng đó lại. Bốn ba chín sáu enter. Lệnh tiếp theo là let start netpack enter, xem các kết nối đang được kích hoạt.
cũng câu lệnh Next Start. Cách ra trừ A, xem toàn bộ thông tin kết nối và cổng. Cũng câu lệnh Let Start cách ra trừ AOEN, xem chi tiết thêm. Let Start cách ra gạch chéo hỏi chấm để xem tùy chọn. Lệnh tiếp theo IP config để xem thông tin về địa chỉ IP máy tính. IP config gạch O để xem toàn bộ thông tin về IP máy tính. Cũng câu lệnh IP config cách ra gạch sườn rename để xóa cái địa chỉ IP động trên máy tính, và để xin một địa chỉ IP mới IP động thì cũng dùng câu IP config cách ra gạch sườn rename. Lệnh tiếp theo là let cách ra share để xem thông tin về các thư mục hoặc ổ cứng được chia sẻ tự động hoặc chia sẻ thủ công. Lệnh tiếp theo là apkiz.cpl để mở cái ứng dụng đã cài đặt trong Control Plane. Lệnh tiếp theo là let user để xem thông tin về các tài khoản trên cái Windows của máy tính. Lệnh tiếp là let view cái này của mình nó đang bị lỗi. Lệnh let view là xem về các thông số trong cái máy đã sử dụng như là cái dung lượng chẳng hạn. Lệnh cuối cùng là exit để thoát khỏi cái command prompt.